Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin gửi tới quý vị và các bạn một cấu hình phối ghép giữa hai thương hiệu đó là thương hiệu Tainoi và thương hiệu Acouphase. Nói đến cái dòng loa Tainoi thì các bác cũng đã biết rồi, đây là một trong những thương hiệu hàng đầu được sản xuất tại Anh Quốc, và loa Tainoi thì có rất nhiều các dòng, các model khác nhau. Và hôm nay em giới thiệu đến quý vị và các bạn một dòng loa Tainoi dòng D. D thì nó có các đời như đời 100, đời D300, D500, D700 và cao cấp nhất bây giờ là dòng D900. Đó. Và em đang ghép với chiếc âm ly đến từ thương hiệu Acouphase có model là E407. Đó. Loa Tainoi D700 thì là với cái hình thức thì là dạng cây cột và rất là đẹp. Đó, loa Tainoi D700 với cái thiết kế là một bát đồng trục 25 cm, và bên dưới hỗ trợ thêm một cái super bát làm tăng cái giải trầm ấn tượng lên cho quý vị và các bạn. Đó, với cái công suất của loa này maximum lên tới 300W, và cái độ nhạy của đôi loa D700 này lên tới 93 dB. Đó, và với trở kháng là 6 ohm. Đó, và mỗi một chiếc loa D700 này cân nặng lên tới 41 kg, và cái chiều cao của đôi loa lên tới 990 cm, và chiều rộng là 37,4 cm, và chiều sâu là 36,7 cm. Đó, một cặp loa thì chơi đa thể loại nhạc, và em đang ghép với chiếc âm ly Acouphase E407. Và bây giờ em sẽ đưa máy quay lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của hai sản phẩm này. Loa Tainoi D700 có hai cái màu khác nhau. Đó, và hôm nay đây là em giới thiệu đến các bác là đôi loa Tainoi D700 Cherry. Đó, về cái hình thức thì rất là đẹp. Đó, thùng quách thì vuông thành sắc cạnh và không bị sứt sẹo bể lở gì cả. Đó, vô cùng đẹp. Với cái thiết kế của thùng thì là nó sẽ vát về phía đằng sau. Đó, vát về phía đằng sau, và đằng trước là nó sẽ mở rộng. Đó, thiết kế thì rất là độc đáo. Đó, như kiểu là một cái hình tháp đây. Đó. Và loa Tainoi D700 sử dụng một bát 25 cm đồng trục và màng carbon và gân cao su mềm. Đó, gân cao su mềm. Đây, bát đồng trục. Và bên dưới sử dụng thêm một cái super bát cũng màng carbon và gân cao su mềm. Đó, rất đẹp luôn. Cặp loa tuyển chọn và rất là đẹp. Và đây là logo tem Tainoi. Đương nhiên là những dòng loa đời mới này thì là trùng vân trùng cặp các bác nhé, nên là các bác cứ yên tâm, loa thì không có điểm trừ rồi. Đó, vô cùng là đẹp. Loa Tainoi D700 màu vàng cherry này em đang giao lưu với quý vị và các bạn với giá rất tốt ở thời điểm hiện tại, là giá chỉ có 78 triệu thôi. Và màu Rosewood thì em đang giao lưu với quý vị và các bạn là giá 76 triệu. Và tiếp theo đó là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Acouphase có model là E407. Đây là một trong những cái chiếc âm ly rất hay trong phân khúc và phù hợp với nhiều các bác. Đó, và đánh đa thể loại nhạc và đánh được rất nhiều loa từ JB, Tainoi hay BMW. Âm ly Acouphase 407 này với công suất là 108W trên một kênh. Đó, với cái thiết kế là mặt phay nhôm vàng chanh, và chính giữa sử dụng hai chiếc đồng hồ VU và có cái logo Acouphase màu xanh dương đây, E407. Đó, và bên tay trái em đây đó là cái đường input selector, và bên tay phải em đây đó là cái volume. Và bên dưới có các chế độ chỉnh như bass, chép, ba lăng đầy đủ. Chiếc âm ly này thì là đẹp xuất sắc. Đó, và giá đang giao lưu với quý vị và các bạn là giá 70 triệu. Đó, vô cùng tuyệt vời, vô cùng đẹp. Đây, em sẽ quay nốt cho quý vị và các bạn này. Cặp loa bên này, xong rồi em sẽ test nhạc, mời các bác cùng trải nghiệm. Rất xuất sắc. Vâng,
Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chờ em một lát thì em sẽ đấu nối và em sẽ test nhạc cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Riêng người nghệ sĩ
vẫn còn đi trong